拜为一念佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2010. Hôm nay chúng ta học một bài kinh trong kinh Tạp A Hàm, kinh thứ 107. Kinh này có cái chủ đề đó là điều phục bệnh khổ. Đây là cái nhu cầu rất là tất nhiên của đời sống chúng ta. Ai cũng mong muốn rằng mình có cái thân, mình đừng có tật bệnh. Và bài kinh này giúp cho các vị có thể điều phục được bệnh nơi tự thân của các vị. Tôi không có đem cái văn bản đó theo, tôi ghi cái tóm lược đại ý bài kinh này thôi. Tức là một hôm có một vị trưởng giả trên 100 tuổi, ông rất là lụm cụm, già nua, đi đứng rất là khó khăn. Ông chống gậy tới thăm Đức Thế Tôn. Thế Tôn hỏi chứ, cụ đi đứng khó khăn như vậy, cụ đến đây có việc gì không? Thì cái ông già kia nói nhà bạch Đức Thế Tôn, con lâu nay già yếu, qua mùa đông rồi tưởng rồi chết mất, thế mà mai còn sống, cho nên hôm nay đến thăm Đức Thế Tôn và con rất vui được gặp ngài. Đức Thế Tôn dạy con câu thôi, nói này trưởng giả, đối với cái thân bệnh khổ này nên luôn luôn tu học thân không bệnh khổ. Và ông nghe nói nhiêu đó thôi, ông rất là vui. Ông cũng không kịp hỏi thêm là tu thế nào để thoát được cái thân không có bệnh khổ. Tức là cái câu này Thế Tôn dạy có hai cái vế. Tức là đối với thân bệnh khổ, tu cái pháp thân không bệnh khổ. Và chỉ cần đó thôi, ông rất là thích thú, cho nên tự nhiên thân ông nó khỏe khoắn, ông đi về. Ông không buồn chống gậy, ông đi sai sải ra ngoài cổng của tu viện. Thầy Mai gặp ngài Xá Lợi Phất, ngài hỏi chứ, ông gặp Đức Thế Tôn, ngài dạy cho điều gì mà ông hoan hỷ, ông tươi vui như thế? Ông nói, giờ bạch ngài, Thế Tôn dạy tôi có một câu là đối với cái thân bệnh khổ nên tu học cái pháp không bệnh khổ. Tôi rất là thích thú, cho nên tôi chưa kịp hỏi điều gì. Thế là Phật hỏi, thế thì ông biết tu cách nào không? Ông già nói, dạ không, xin ngài từ bi dạy thêm, mở rộng lời dạy của Đức Thế Tôn. Thế là ngài Xá Lợi Phất, ngài giảng một thời pháp, ngài nói một câu cũng ngắn mà mình ghi nó đây thế này. Tức là ông nên đối với sắc tập, sắc diệt, sắc vị, sắc quản, sắc ly, biết như thật không chấp ngã thì xa lìa được tật bệnh, xa lìa được khổ của thân. Hỏi nhiêu đó thôi. Thế là ông về, ông tu tập. Và thưa các vị là từ cái thân bệnh hoạn yếu đuối của một ông già trên 100 tuổi, và sau đến lâu thì thần trí ông rất là minh mẫn, sống rất là khỏe khoắn. Và rồi tới chừng lúc gần chết thì ông ra đi một cách rất là an lành. Đây là cái điều rất là vui. Và chúng ta nghe lời kinh này, chúng ta tưởng chừng như là có phép thần thông, nhưng mà thưa không phải. Các vị mà khéo tu tập, các vị chuyển hóa được tâm của các vị có được niềm vui với pháp, thì các vị làm cho thân của các vị nó vượt ngang qua cái tật bệnh khổ đau này. Có hai trường hợp. Thứ nhất là thân bệnh khổ, tâm cũng bệnh khổ. Thứ hai, thân bệnh khổ mà tâm không bệnh khổ. Có hai trường hợp. Bây giờ chúng ta đi vô cái bài kinh này. Và thưa các vị, bài kinh này rất là thực tiễn, giúp cho các vị có thể tu tập được. Và mình học, mình tu, mình làm sao ứng dụng được, tu cho được. Bằng không thì mình học lý thuyết riết rồi mình chán. Mình thấy Phật Pháp nó xa vời quá, nó không dính gì với mình cả. Học mấy năm rồi thấy cũng không có chuyển hóa chi, thấy thất bại.
tu dần dần sao thấy nó khổ đầy. Trước mắt á, là cái tiêu ngữ chính của Đức Thế Tôn dạy là tu tập thân bệnh mà tâm không bệnh, phải không? Đây là cái chủ đề chính. Tại sao vậy? Thưa đại chúng, là không có một thân nào không bệnh cả. Các vị có một cái thân vô thường này thì cái điều chắc chắn là chúng ta không có bệnh lúc trẻ, cũng bệnh lúc già, không ai vượt thoát hết. Rồi cái điều nó tất nhiên phải đến đó là các vị không chết bây giờ thì ngày mai các vị cũng chết. Cái này thì cũng không vượt thoát được. Thế cho nên Đức Thế Tôn nói một câu là chỉ có một cái con đường duy nhất để các vị thoát khổ, đó là các vị tu tập nơi tâm của các vị. Tâm mà khỏe, tâm mà tươi vui thì nó dựng dậy được thân của các vị, chứ không có gì lạ cả. Cho nên có những yếu tố mà chúng ta đi vô, cái điều đầu tiên đó, đó là làm thế nào để loại trừ bớt tật bệnh đi. Loại trừ tật bệnh. Điều thứ hai chúng ta đi vô sự tu tập thực tiễn là thân bệnh mà tâm không bệnh. Và ý thứ ba của bài kinh này dạy cho chúng ta là vượt thoát khỏi, vượt thoát khổ. Cái điều đầu đó là chúng ta bàn với nhau, chia sẻ với nhau về một cái phương pháp làm thế nào để cho thân các vị ít tật bệnh nhất, khỏe mạnh nhất, loại trừ tật bệnh nếu tật bệnh nó xảy ra. Phương pháp thứ hai đó là có những trường hợp ta không tránh được, đó là thân chúng ta bệnh, nhưng mà chúng ta làm thế nào tu tập để cho tâm chúng ta đừng có bệnh. Tất nhiên nó nằm ở trong cái chủ đề này có một điều hiểu ngầm thế này, là có những người thân bệnh mà tâm cũng bệnh, có những người thân không bệnh mà tâm bệnh. Lòng của họ bệnh trong khi thân họ thực tế là nó khỏe mạnh mà họ cứ rên. Đó là những trường hợp nó ngủ ở trong cái chủ đề này, nó là nhiều phần vậy. Không, nó đổi nghèo thế nhưng mà mở miệng họ rên, họ nghèo. Có trường hợp này chứ phải không? Và những cái quy luật ngược là thế này thưa các vị, có những người họ không có giàu, họ mở miệng ra họ nói họ giàu, họ lạ. Và cái ý thứ ba thưa các vị, vượt thoát khổ là vượt thoát khổ ngay cái thân ngũ uẩn này. Mình giải thích đôi điều rồi đi sâu vô. Vượt thoát khỏi khi mất thân ngũ uẩn, tức là đang có thân họ cũng vượt thoát cái khổ của thân tật bệnh, và mất cái thân thì họ an trú trong trạng thái tịch tỉnh của pháp lạc, không có bị quằn quại khổ đau gì cả. Và cái phần đầu loại trừ tật bệnh, thưa đại chúng, là nó có những cái ý mà chúng ta cần đi vô thế này. Ý đầu, người ta có một cái phương pháp điều trị cũng như có một cái tiêu chuẩn về vấn đề trị liệu, đó là anh chăm sóc thân trước khi bệnh nó ít hao tốn là một, nó không phung phí sức khỏe là hai, và nó giữ gìn, nó bảo vệ thọ mạng anh được tốt hơn là ba, đừng để tới lúc tật bệnh. Lúc tật bệnh rất là muộn. Và đa phần đời sống chúng ta, tất cả tật bệnh nó phát sinh từ cái điều gì, nó đi vô thân của các vị biết không? Tất nhiên rồi, từ cái ăn, nó là một phần. Thế nhưng mà nó có hai phần mức độ cạn, đó là từ điều kiện vật lý. Mức độ sâu đó là từ điều kiện tâm lý. Nó phát sinh tật bệnh từ hai điều này thôi. Mình nói điều kiện vật lý trước. Có những đời sống người ta không có trân quý đời sống của tự thân họ. Họ ăn uống rất là cẩu thả là một, không có vận động cơ thể là hai. Và hai điều này nó đưa đến tật bệnh rất là nhanh. Trung bình mỗi một ngày nếu ta không có một cái bộ môn gì để làm cho máu mình nó luân lưu thì đó là cái tình trạng bệnh tim mạch phát sinh rất là dễ. Các cái truyền thống thiền đường ngày xưa, Chư Tăng làm cũng rất là cực nhọc mà ăn uống rất là thiếu thốn. Chúng ta cứ tưởng chừng như cái lượng thức ăn mà nó giản dị, nó đạm bạc,
rau cỏ sòn sỉnh, nó không đủ cái dinh dưỡng để nuôi, nhưng mà không phải. Đa phần đời sống hơi thiếu một tí, nhất là buổi chiều các vị ăn ít một chút, đó là điều kiện của sự sống dai. Ăn vừa phải, cơ thể mình nó đủ nhẹ. Ăn xong mà cảm giác như là thức ăn nó tiêu hóa rất là nhẹ nhàng thì các vị biết là đời sống của các vị, tuổi thọ các vị cao. Ăn lượng thức ăn rất ít mà nó không chịu tiêu thì biết rằng bệnh tật nó đang tập trung, nó đang đánh phá, mà không biết sớm hay muộn gì nó phát triển thôi. Cho nên thông minh nhất ấy, là chúng ta cẩn trọng về thức ăn. Cái thứ hai, chúng ta nên có một cái thời giờ nhất định để vận động cơ thể, đó là cái phần chăm sóc vật lý. Và với tuổi già thì không có gì tuyệt vời bằng cái khả năng đi bộ của các vị từng ngày cả. Một người trung bình mà một tuần không đi bộ 2 lần là người đó tự đầu độc hoặc chết. Chắc như vậy thôi chứ không phải mình dọa làm gì đâu. Các vị phải tìm cái phương pháp gì đó, càng già chúng ta càng phải hoạt động thân, hoạt động tâm. Nên có một cái bộ môn gì học để làm cho thần kinh của mình nó hoạt động. Bằng không thì mình sẽ lú lẫn, cái bệnh quên nó sẽ phát sinh nơi tâm thức các vị thôi. Mỗi ngày yêu cầu phải học cái gì đó, phải làm cho trí não mình vận động, phải làm cho thân mình vận động. Và không ai cứu cuộc đời ta bằng chính tự ta cả. Đó là mình nói về cái phần vật lý. Những thức ăn nào mà nó mang cái đặc tính nuôi dưỡng là 1 nè, nó không có nhiều độc tố là 2 nè, ít thịt ít mỡ là 3, là những loại thức ăn rất là tốt cho cơ thể các vị. Còn mình vì cái nhu cầu thèm ăn của khẩu vị, có cái thứ gì mà miệng mình thèm mình không khống chế được, dù đó là loại độc tố, thì các vị đang tự sát chậm đối với cơ thể mình. Mình không có một cái hình hài thứ hai để dành để sống nữa đâu, chỉ duy nhất có một đời sống thôi. Và nếu các vị không trân quý đời sống các vị, thì một khi tật bệnh đến rồi thì mọi thứ nó đổ ập xuống thôi. Và mọi thứ bệnh nó đều có một cái sự báo động đầu tiên. Ví dụ như cơ thể các vị cảm, nó là sự báo động của tật bệnh. Từ cái cảm rồi cái bệnh khác nó sẽ xâm nhập, như bệnh gan, bệnh phổi, bệnh gì đó thuộc về nội tạng nó bắt đầu nó phát tác. Và mình giữ đừng cho cái bệnh cảm nó xâm nhập vào tự thân thì các vị có thể vượt ngang qua tật bệnh. Và cái bệnh cảm, thưa các Phật tử, là mình giữ gìn đừng cho nó xâm phạm không phải là khó lắm đâu. Các vị giữ gìn cho đôi chân các vị ấm là 1. Thời tiết đổi thay các vị biết chừng mực, biết giữ gìn đừng để cho cái sự xâm nhập của thời tiết nó đột biến xảy ra đối với các vị. Đó là một phương pháp hay nhất để các vị tự điều phục, tự làm cho tật bệnh nó không phát sinh. Và trong già lam các vị thầy lớn thường dạy những bộ môn rất là hay. Ví dụ như ngày xưa tôi có dịp nghe Hòa Thượng Thiện Siêu, tức là ông Từ Đà, mà ông dạy một bài học rất đáng nhớ, đó là vừa ngủ thức giấc đừng có bao giờ bước một cái ào xuống rồi đi thẳng vô trong phòng rửa mặt đánh răng gì cả. Tại sao? Các vị đang nằm trên giường ấm, mền đang ấm, các vị bung ra thì khí hậu bên ngoài nó đã khác với khí hậu bên trong mền của các vị. Cái sự đột biến của 2 tầng không khí làm cho cơ thể các vị nó không phản ứng kịp, không bắt nhịp kịp. Thế thì những cái điều nó đột biến xảy ra, máu có thể dừng bất ngờ, tai biến có thể xảy ra. Đó là trường hợp nhẹ, từ trong mền bước ra ngoài không gian bình thường thôi. Từ trong nhà đang ấm mà các vị mở cửa, các vị bước ra liền bên ngoài, đó là cái tình trạng của cơ thể mình nó không có phản ứng kịp. Cho nên nó cũng có thể xảy ra tật bệnh và đột biến, bị đột quỵ. Cho nên thông minh nhất là mình mở cửa ra, mình đứng nép bên cánh cửa để cho khí lạnh bên ngoài nó đi vô. Rồi mình hít thở 5-3 hơi để cho khí lạnh bên ngoài nó đi vô trong tự thân, để cho cơ thể mình nó báo động rằng là ta sắp bước ra ngoài cái vùng trời lạnh. Và thưa các vị, những cái phương pháp thực tập này không phải dành cho người tu mà cư sĩ cũng có thể thực tập được. Tại vì cái điều đầu tiên tu học Phật Pháp là bảo vệ thân của các vị, chứ không phải là cái chuyện trên trời mây xa vời. Ngay nơi hình hài của chúng ta, ta khéo tu thì ta bảo vệ được nó rồi. Đó là điều thứ nhất, cơ thể vật lý.
Điều thứ hai là tâm lý của các vị cũng rất là quan trọng. Cái sự ổn định của tâm thức, cái niềm vui của lòng các vị, nó làm cho cơ thể các vị khỏe mạnh, sống dai. Cái buồn rầu lo lắng bất an của các vị, nó làm cho các vị mau chết chắc vậy. Các vị mà thất vọng mà buồn phiền mà tức tối bực dọc tự sát. Đừng bao giờ nhìn ai với con mắt thù hận căm tức cả. Và cái điều này nó không có lợi gì cho tự thân ta, cho nên ta hứa một lòng rằng mọi thứ đều trôi qua trước mắt ta như mây trên trời bay qua thôi. Thân của ta rất là quan trọng, đời sống ta rất là quan trọng. Ta làm mọi việc từ bé tới giờ, từng cực khổ vô vàng để kiếm tiền vân vân, là để cho đời sống của chúng ta nó tồn tại tới hôm nay. Ta đi đầu trên xuống dưới để kiếm người này thương ta, người kia thương ta, là cũng để cho đời sống ta có được niềm vui và hạnh phúc cho tới hôm nay. Thế thì không có vì lý do gì mà các vị chuốc phiền muộn khổ đau làm quằn quại đời sống bên trong tâm thức các vị, để cho thân các vị nó bại liệt cả. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Bằng không thì mình cứ nghĩ cái chuyện giận này đáng giận lắm, chuyện buồn này đáng buồn lắm, thế thì mình tự chuốc họa hại cho đời sống mình. Khi tâm người ta khỏe mạnh đó, lòng người ta tràn đầy hưng phấn và niềm vui á, thì chắc chắn một điều là người đó đi ngang qua tật bệnh rất là dễ. Và khi người ta chán sống, người ta buồn bã, người ta ủ ê, người ta thất vọng rồi, thì người ta cũng chết rất là dễ. Các vị muốn người bạn đời của các vị tự sát, các vị nói vài câu họ tự sát được á. Họ thất vọng họ chết được hết chứ. Nói đúng bệnh của nhau quá cho nên cười thoải mái. Mình nói một câu mà nghe người ta đau lòng là biết là mình đang giết người rồi đó. Thưa các vị, giết người bằng súng đạn mà gươm đao, cái chết nó ngọt ngào. Giết người bằng lời nói, cái chết nó mới mang cái nghiệp rất là nặng, tội rất nặng. Chọc ai giận nó xin lỗi liền đi nha. Các vị hãy nhớ điều này. Tại vì đó là một tội trong nhiều tội rất là lớn. Rồi gây nợ với nhau, rồi đi quanh quanh gặp lại, chứ các vị không có chạy thoát đâu. Và mình lặp lại, thưa đại chúng, là hai cái phần tâm lý vật lý này nó tác động với nhau rất là rõ ràng. Nó tác động, nó có mặt trong nhau chứ không phải tác động gì cả. Tâm anh thế nào thì thân anh thế ấy, và thân anh khỏe mạnh thì tâm anh nó cũng khỏe mạnh theo. Hai cái điều này nó đương với nhau. Và cái sự tu tập của chúng ta, ta làm cho tâm của mình nó an ổn, tức là ta làm cho thọ mạng mình nó kéo dài. Một cái điều chắc chắn nữa đó là khi các vị tu tập thiện nghiệp thì các vị cũng làm cho thọ mạng của các vị dài nữa. Điều thứ ba nữa đó là khi các vị thiền tập, các vị cũng làm cho thọ mạng các vị dài nữa. Người ta có một cái thử nghiệm là khi cái đầu của anh á mà nó vận hành một cách ổn định là một, anh làm chủ được cái sự vận động ý thức anh là hai. Thế thì những cái neuron thần kinh này nó không có tiết ra những cái loại hóa chất lộn xộn, độc tố. Cái sự vận hành của nó chậm là một nè, được điều tiết là hai nè, được chỉ đạo, được ra lệnh là ba nè, và luôn tràn đầy những thiện niệm là bốn. Thế thì cái năng lực của hệ thần kinh não chúng ta rất là tốt, nó sẽ tiết ra những loại hóa chất rất là tốt lành cho cơ thể chúng ta. Còn nếu mà mình vận hành nó một cách rối tung lên, thì các vị nhìn thử cái máy của các vị, cái máy vi tính của các vị ra lệnh cho nó mà nó chưa kịp làm, thì các vị ra lệnh cái khác thì nó rối tung lên, có khi nó hư cả cái chương trình. Có phải vậy không? Máy thiệt mạnh thì quả mai nó có cái năng lực nghe lời các vị. Còn máy yếu yếu mà các vị ra lệnh trong lúc nó chưa có kịp nhận được tín hiệu của các vị thì hư cái máy. Thì cái hệ thần kinh ta cũng như vậy. Đành rằng nó rất là nhạy. Cái độ nhạy, cái độ phân giải của nó cực kỳ tinh vi, và không có loại máy nào có thể bị được với cái hệ thần kinh não của các vị cả. Thế nhưng mà không có nghĩa là không hư, nó vẫn bị sự cố.
và mình không khéo thì mình cũng bị rối tung lên, và chắc chắn một điều là những cái neuron thần kinh não mình nó bé vô cùng, mỏng manh vô cùng, nó căng thẳng đến một cái độ nào đó thì thưa các vị nó bị chạm. Mà người ta gọi những người bị chạm dây đó thì rất là khó chịu. Đó là điều thứ nhất. Và mình trở lại vấn đề là thưa các vị, cái sự nuôi dưỡng thân các vị lúc chưa bệnh đó, nó không có hao tốn bạc tiền gì bao nhiêu cả, tốn rất ít thì thời gian, và nó bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tuổi thọ. Nó tặng cho các vị một món quà, đó là một đời sống thân tâm khỏe mạnh, tươi vui, sống an ổn giữa cuộc đời. Còn nếu mình không chăm sóc sức khỏe ban đầu lúc chưa bệnh, đợi tới bệnh thì thưa đại chúng là cái điều thứ nhất là hao tiền. Điều thứ hai nó phát sinh là mỗi một lần bệnh nó đến với các vị rồi thì sức khỏe của các vị suy sụp theo. Cái già nó đến rất là nhanh. Người nào mà không khéo giữ gìn để cho bệnh tật rồi mới bắt đầu trị thì thưa các vị là các vị sẽ thấy là đời sống mình nó ngắn dần lại, hồi nào không hay. Hồi năm 2000, năm đó bác sĩ khám là tôi có một viên sỏi trong thận á, nó lớn khoảng 20 cm. Ủa, 2 cm. Tức là 2 phân, thưa các vị, nó lớn bằng ngón tay vậy. Và cái kinh nghiệm này mình cũng chia sẻ để cho các vị khéo giữ gìn. Nghe người ta đồn rằng chè xanh nó là một loại nước rất là tốt, uống vô nó trị được bệnh tiền ung thư, tức là nó đào thải tất cả những khối u trong tự thân mình. Thế rồi mỗi sáng mình cứ hái chè xanh, mình chế một ly đậm đặc như thế này, mà cái chất canxi trong chè nó rất là cao, mà uống bao nhiêu đây thôi, không uống thêm nước thì cái khả năng thận của mình nó không có luyện lọc được. Và ngồi tụng kinh pháp hoa từ sáng, từ 4 giờ khuya cho tới tối một bộ pháp hoa, cứ mỗi ngày đều làm vậy. Các vị hình dung là ngồi nó lâu biết chừng nào. Và chè như thế, cái sự hoạt động của thận mình nó rất là cực nhọc. 3 tháng sau, bằng cái điều kiện chăm sóc sợ bệnh mà uống cái kiểu đó, cho nên cuối cùng là bệnh thiệt. Thế rồi về Sài Gòn, bác sĩ khám, cái mình bắt đầu mình uống thuốc rồi. Đâu có phải là cái sự tích tụ của chất vôi trong thận mình một ngày mà nó có được cái viên sỏi như thế đâu. Cho nên uống chừng vài 3 tháng thì khám thấy nó có mòn đi, nhưng mà nó không mòn hết. Thế rồi bác sĩ ở Đà Lạt nói là thưa thầy, bây giờ người ta mổ thận như mổ gà, dễ lắm. Thầy đi về thì lấy viên sỏi ra đi. Bắn thì có khi nó dùng tia laser nó bắn thì có khi nó vỡ ra, và có khi nó tác hại hơn, cho nên thầy nhờ bác sĩ nó mổ nó lấy ra gọn hơn. Thế về chú nhỏ đệ tử mình nó chở đi bác sĩ hẹn ngày hẹn giờ đàng hoàng. Tối nay là chủ nhật, thứ hai là vô bệnh viện mổ. Cái chú em mình nó tới nó thăm, nó cười, nó trời, thân thể đang nguyên vẹn tự nhiên để cho nó mổ một đường lủng lỗ vậy à. Nó ủa, chú mày nói gì ngộ vậy? Nó thiệt thầy, tự nhiên cái thầy để cho người ta mổ thân của thầy vậy, nó mạnh lành từ nhỏ tới giờ, tự nhiên thầy đưa cho ta mổ à. Nó mà nói nghe được, hay, thôi được, tôi tính lại. Thế rồi sáng hôm sau đứa đệ tử nó tới nó thưa thầy tới giờ đi, nó ta không đi nữa. Nó cằn nhằn nó nói thưa thầy có biết không, con hẹn với ông bác sĩ rất hay này 1 tuần trước để có thể làm giấy đàng hoàng cho thầy. Tự nhiên cái thầy đổi ý. Nó, ừ, tao đổi ý, tao không thích mổ nữa. Thôi dạ, tao về Đà Lạt. Thế rồi thưa các vị, mình về mình không có đi bác sĩ gì cả. Cứ thế mà sống tàn tàn qua ngày. Rồi mình qua đây. Và lâu lâu gọi điện thoại về mấy chú nó thưa thầy có đi bác sĩ không? Thầy khám thận thầy ra sao? Tao đâu có khám gì đâu. Tao cứ để vậy tao sống tà cho tới bây giờ. Sống lững thững qua ngày, tao chẳng thấy bệnh gì hết. Và thưa các vị mãi tới bây giờ. Thế thì thưa đại chúng, có một điều rất rõ ràng là ảnh hưởng của tâm lý nó rất là quan trọng. Nó cứ hù mình, bệnh thế này, bệnh thế nọ, bệnh thế kia. Thực tế là mình để cho nó nằm yên đó, rồi mình uống nước dần dần rồi nó tan hồi nào không hay. Thế nhưng mà do vì cái ảnh hưởng tâm lý của bác sĩ nói đó, cho nên mình cứ nghĩ chắc cái thận này ghê lắm, chắc cái viên sỏi này đáng sợ lắm. Rồi cứ bận tâm hoài với nó, quá là nó lớn dần hồi nào không hay. Bỏ quên nó qua mất.
qua Mỹ này tới năm nay mình chưa hề đi khám, không có đi khám thận khám gì hết. Và rồi nó yên bình vô cùng, có chuyện gì xảy ra đâu. Và cũng cảm ơn cái ông nhỏ em của mình vô cùng. Nó nói khích cầu thôi mà nó ồ mày nói hay vậy. Tự nhiên cơ thể tao đang lành thế này, bác sĩ nó thọc da cho nó mổ vô duyên vậy. Không, không ổn nữa. Và một người bạn của tôi cũng sỏi thận, đó là dân có tiền có của, đi bác sĩ là thôi kẻ đưa người đón Phật tử tới thăm sùm hết, đưa bằng xe, đón bằng xe, và người ta xếp hàng dài trước cái phòng ra thăm, ta lo lắng đưa cái thân mẹo dậu vô trong bác sĩ cho nó mổ. Và khi nó mổ xong rồi á, thưa các vị, cái tội xảy ra đó là một cái thận bên trái nó trở nên rất là suy yếu, khả năng lọc nước của nó không còn tốt nữa, cho nên thầy mập ra đến nỗi là bây giờ cái chân của thầy mang không có đôi dép nào dựa hết, cái bàn chân nó múp míp lên, thân thì nó rất là to, đi với hai người dìu nữa là khác, mặt thì thế này, người ta nói tu lâu nó tốt tướng như vậy. Nhưng mà thưa các vị, bệnh chứ làm gì có chuyện tốt tướng. Thưa các vị, cái điều Đông Y nó nói rất là chính xác, mình chia sẻ để cho các vị tự chăm sóc thân của các vị. Mình mập đó là cái tình trạng suy yếu chứ không phải là cái tình trạng tốt lành của sức khỏe. Không phải mình nói như thế để bào chữa cái ốm o còm gỏi của mình đâu. Mà đó là sự thiệt. Tại vì cái quả hầu, tức là cái năng lực lửa trong cơ thể các vị nó yếu đi, cho nên cái sự phát triển của nước nó nhiều. Đó là mình nhìn vào cái lĩnh vực Đông Y mà nói. Và nhìn ở cái mức độ bệnh lý mà nói thì do thận các vị không khả năng luyện lọc được nước nhiều, cho nên cơ thể các vị nó phì, nó mập ra. Người nào thận tốt thì họ giữ được cái cơ thể của họ sắc lại, khô lại. Mà người già càng ốm thì càng hay. Không có một loại trái cây nào nó chắc hột mà nó mập mạp, nó mọng đỏ cả. Nó đều teo lại. Thế cho nên mình đừng sợ là tuổi già mặt mà mình nhăn nhúm. Hãy để cho mặt nó nhăn đi. Đó là điều tốt à. Đó là các vị biết chăm sóc giữ gìn sức khỏe, và các vị làm cho tự thân các vị tuổi thọ cao. Còn các vị để cho cơ thể các vị nó mập lên, nặng ký lên, là cái điềm báo động của sức khỏe suy yếu á. Hãy cẩn trọng về chuyện này. Đây là mình đem cái y lý học Đông Phương ra để chia sẻ cùng các vị. Và nhìn những người bạn của mình, thấy ông nào cũng tu phát tướng cả, mình thấy mình rất là kinh khiếp. Mình nghĩ là thôi, lại Phật phải cho con đừng có phát tướng. Phát tướng nó đi với phát tài thôi, mình thà nghèo phát tướng mình ốm o vậy. Và chưa có một người nào tuổi thọ của họ trên cái ngưỡng cửa 100 tuổi mà mập cả. Các vị để ý coi, chưa có một ông già nào sống trên 100 mà họ mập ra hết, không có. Họ đều là những người gầy ốm xương sẩu. Và tôi mong rằng tôi sống tới 120 tuổi tôi không có chết sớm, sống rất là dài. Đó là điều thứ nhất. Và nên nhớ có những điều lợi ích lớn, đó là các vị chăm sóc sức khỏe của các vị khi thân chưa bệnh. Cái tiện lợi ngay bây giờ đó là không có hao tiền nha. Cái tiện lợi thứ hai là sức khỏe của các vị nó không có mỏi mòn. Và cái điều thứ ba nữa rất là quan trọng là tuổi thọ sẽ cao. Còn các vị đợi cho tật bệnh thì thưa đại chúng là chăm sóc cực lắm, cực cho mình, cực cho người thân của mình, vân vân. Đó là điều thứ nhất, mình loại trừ tật bệnh lúc thân chưa bệnh. Trường hợp thứ hai, tật bệnh rồi mình làm sao? Thân bệnh à? Thực tế là thân nào cũng bệnh cả. Khi cái bệnh nó đến với thân các vị, đó là cái điềm triệu báo động. Và nếu các vị khéo giữ gìn nó lúc vừa bệnh, các vị chăm sóc nó, thì cái tình trạng nó sẽ ít tốn công hơn, ít hao năng lượng đời sống, mạng sống mình bảo trì được. Đó là các vị biết giữ gìn, biết nghỉ ngơi. Và quan trọng hơn là các vị nên để cho tâm thức của các vị nó yên lành, tĩnh lặng. Thế là người đó biết chăm sóc thân bệnh của họ. Thân bệnh thì càng chăm sóc tâm. Lúc bình thường mình tu ít, tha cho được.
Thế nhưng mà khi thân có bệnh rồi thì cái lúc đó là lúc rất là cần các vị tu, chứ không phải lúc đó các vị buông trôi. Lúc đó tại sao cần chúng ta tu? Thưa, cái sự tĩnh tâm, cái sự ngơi nghỉ, sự thư giãn nó rất là cần thiết. Lúc bình thường thì ta lo lắng, ta suy nghĩ, ta bất an, ta buồn, ta giận, ta ghét, ta thương thì tha thứ được, do vì thân của anh đang mạnh. Tha hồ anh tiêu phí năng lượng của tâm đi. Thế nhưng mà khi bệnh rồi, thân ta đang suy sụp, sức khỏe đang đi xuống, mà nếu các vị để cho tâm thức của các vị nó càng băn khoăn, lo lắng, bất an, càng sầu tư, thì các vị đang làm cho cái tật bệnh nó càng tăng trưởng. Thứ nhất là thân bệnh nó tăng, thứ hai là cái nỗi khổ do lo lắng bất an nó chồng thêm lên nơi tâm thức, thì nó càng làm cho đời sống của mình xuống cấp rất là nghiêm trọng, rất là nhanh. Cho nên cái điều thứ hai xin chia sẻ đó là khi thân tật bệnh thì ta càng chăm sóc tâm của chúng ta, mình càng sống được với những cái niềm vui. Đó là mức độ cạn nhất chưa biết tu. Thế nhưng mà biết tu rồi thì khi các vị bệnh thì các vị nên an trú tâm, nên khéo làm cho tâm mình nó an bình, tĩnh lặng, nó đừng sao động được bất an. Nếu mình chưa có thể thiền tập được thì mình niệm chú là một, mà niệm Phật là hai nè. Khá một tầng nữa là lúc bệnh thì mình chỉ cần làm mỗi việc là lắng nghe hơi thở mình, thở vào thở ra thôi. Đó là một phương pháp các vị trị cho thân bệnh, các vị làm cho bệnh tật mau ra đi, sức khỏe mau hồi phục. Bằng không có chữa trị cách đó thì thuốc thần cũng vô hiệu thôi à. Không có bác sĩ nào giỏi bằng chính tự thân các vị. Không có vị lương y nào tài ba hơn là tâm của các vị cả. Tâm ta là một vị lương y tuyệt vời nhất. Nó có khả năng trị liệu được tật bệnh của tâm và tật bệnh của thân. Người nào cho dù thân thể của họ mạnh cùi cùi, họ là một lực sĩ điền kinh, thế nhưng mà tâm của họ nó tràn đầy lo âu, phiền muộn, bất an, thì chắc chắn một điều là người kia coi chừng là đột tử, đột quỵ. Mà đời sống này thưa các vị, có nhiều người thân của họ bệnh nhưng mà tâm của họ nó tràn đầy quang lạc, nó có một cái niềm vui, có sự hưng phấn trong đời sống, thì người đó có thể duy trì đời sống, thọ mạng của họ kéo dài chắc chừng chục năm. Chục năm hơi ít á, 20 năm. Cho nên cái điều thứ hai mình lặp lại là khi thân bệnh, lúc đó lúc cần tu. Lúc thân các vị không tật bệnh á thì các vị có thể thả trôi được. Nhưng mà khi chớm bệnh nơi thân rồi thì cái điều quan trọng là các vị phải khéo tu thôi. Gần đây nhất, ví dụ như các vị đều biết thầy chủ trì chùa Phật Tổ, cách nay 7-8 năm gì đó, thì bác sĩ nói là thưa thầy, thầy cố gắng thầy duy trì chứ còn cái tình trạng gan của thầy nó chỉ cho phép thầy sống có chừng 4 năm thôi. Thế mà bây giờ tới năm thứ 7 rồi, thầy vẫn sống khỏe, mặt mày hồng hào sáng sủa. Thầy nói con có còn gì nữa đâu bận tâm thầy, mọi việc đều xong hết cả rồi, chùa chiền nợ nần xong rồi. Cho nên sáng nào con cũng ăn chút gì đó, cái con đi bộ chơi mà biển thôi, thanh thản, chừng nào Phật rước thì đi thôi. Và đời sống tâm hồn rất là thanh thản như vậy, cho nên các vị gặp, các vị thấy thầy rất là khỏe và thầy sống rất là vui. Đó là cái hiện tượng nó gần chúng ta nhất mà chúng ta biết. Cho nên thân bệnh mà tâm không bệnh thì các vị duy trì được thọ mạng của các vị. Cái phần thứ hai chúng ta đi vô là thân bệnh mà tâm không bệnh. Thế nào là thân bệnh mà tâm không bệnh? Vừa rồi mình có khai triển trong cái nội dung của câu này, nó có những cái điều đang giấu kín ở đây. Tức là các vị nhìn cái chủ đề thân bệnh, tâm không bệnh thì các vị cũng biết có một điều thêm nữa là có khi thân không bệnh mà tâm bệnh, phải không? Có khi thân bệnh mà tâm cũng bệnh luôn. Nó có những phần như vậy. Có những trường hợp ngoại lệ đó là gì? Thân thì khỏe mạnh mà tâm thì tật bệnh. Có trường hợp đó không? Đó là cái trường hợp nặng người ta nhận ra được. Thế nhưng mà có những trường hợp bệnh nó còn tiềm phục mà ta không thấy nữa. Đa phần chúng ta đều bị cái bệnh là thân không bệnh mà tâm bệnh. Thế nào là thân không bệnh mà tâm bệnh? Các vị
có một cái buồn, có một cái giận, có một cái lo lắng, bất an, ưu tư, sầu muộn trong đây là tâm của các vị đang bệnh, chứ không phải bình thường. Cái sự bình thường nào nó cũng phẳng lặng, yên ả. Ví dụ như biển bình thường là gì? Nó cho phép cái độ sóng của biển nó vừa phải thôi là bình thường. Cái điện não đồ của các vị, cái điện tâm đồ của các vị nó nhảy bằng cái nhịp bình thường, có nghĩa là nó có một cái sự xao động xuống lên cái chừng mức nào đó, thì người ta gọi nó là tim nhịp bình thường, phải không? Điện não đồ của các vị nó cho phép cái mức độ sống trong một cái biên độ nào đó thì được gọi là bình thường. Thế nhưng mà nó xuống rất là nhỏ vậy, cái nó đột biến lên cao, cái xuống nhỏ vậy, tức là nó rất mất bình thường, thì gọi đó là người tật bệnh. Dù tật bệnh nó còn đang tiềm phục, thì từ cái ví dụ đó các vị quy chiếu lại tâm của các vị. Cái sự sao động lo âu bất an mà nó nhẹ, nó dịu là một nè. Thứ hai, nó có cái khoảng lặng cần thiết để nó hồi phục năng lượng, thì ta gọi đó là người bệnh nhưng mà vẫn còn ở trong cái trạng thái là chưa có gì nguy hiểm. Còn khi cơn giận bùng vỡ, cái tức tối, cái bất an, cái lo âu mà nó triền miên, nó liên tục, nó kéo dài một ngày, thì ta gọi đó là những người thân không bệnh mà tâm bệnh. Có ai mắc bệnh này chưa? Hầu như 100 người đều có cái bệnh này. Cứ mãi lo cái chuyện bò trắng răng. Có tiền cũng lo, không tiền cũng lo. Rồi lo thêm gì nữa? Người thương của mình đó mà không có dễ thương á, có nhiều điều phiền muộn đáng chán á, thì cũng phiền muộn, tâm cũng bệnh. Mà vớ phải cái của nợ mà dễ thương thì cũng khổ. Nói chung là dính cái nào khổ cái ấy. Dính tiền khổ về tiền, dính tình khổ vì tình, dính tài sản khổ về tài sản. Có một đứa con thì khổ vì một đứa con, mà có năm đứa con thì khổ vì năm đứa con mà cái chắc. Có một cái nhà thì khổ vì một cái nhà, có mấy căn nhà luôn thì càng khổ vì mấy căn nhà. Và cái này dường như cái bệnh trời cho của mọi tâm thức chúng sinh là như vậy. Và chúng ta đi lanh quanh, chúng ta không vượt thoát được. Cho nên thưa đại chúng là ở mức độ mà nhận diện được á, thì các vị thấy những người thân họ không bệnh mà họ cứ rên, họ cứ nói họ bệnh. Tối ngày họ cứ mở miệng ra là than, là buồn chán, là ủ ê. Đó là loại bệnh nó khá biểu hiện, người ta không cần bắt mạch mà vẫn thấy. Còn những loại bệnh nó tiềm phục, nó trực chờ để nó phát triển là tất cả mọi người chúng ta. Khi các vị giận tức, bất an, lo lắng, buồn phiền là các vị đều mang một cái chứng bệnh chung của Đức Thế Tôn dạy, đó là thân không bệnh mà tâm anh bệnh. Bao giờ mình điều phục được tâm, làm cho tâm mình nó an lành, ổn định, không có ưu tư, phiền muộn, bất an, hoặc nó có ở một cái mức độ vừa phải, mình cho phép nó có mặt ở một cái biên độ vừa phải như sóng của điện não đồ, thì các vị là những người thân tạm thời là bệnh rất ít, rất nhỏ, nó đang tiềm phục. Trường hợp thứ hai là thân và tâm đều bệnh. Thưa các vị, người này rất là dễ nhận ra. Trường hợp thứ nhất, thân không bệnh, tâm bệnh. Trường hợp thứ hai là thân cả tâm đều bệnh. Những người này, thưa các vị, nó có hai dạng. Dạng thứ nhất, đó là cái tật bệnh nó làm suy yếu thân và tâm của họ. Đó là một loại bệnh mà ai cũng thấy cả. Cái dạng thứ hai, đó là thân của họ cái nhu cầu về vật dục nó rất là cao, và tâm thức tham muốn của họ cũng rất là mạnh, cho nên họ cũng là loại thân tâm đều bệnh cả. Loại thứ nhất là âm, loại thứ hai là dương đi. Nó dưới chỉ số bình thường, nó buồn chán, nó ủ ê, cả thân và tâm đều rũ rượi, rã rời, uể oải, sầu não, chán đời. Đó là dạng thứ nhất. Dạng thứ hai thì một loại người thân họ tràn đầy tham dục là một, tâm họ tràn đầy ham muốn là hai, và hai cái này nó hợp lại cho nên người kia như một trái bom nổ, rất là sân si. Ngay trong đời sống hiện đời,
Họ dù có là người giàu nhưng mà họ vẫn là một người tật bệnh rất là nặng nề. Và nếu nói theo ngôn ngữ của nhà Phật thì họ là một loại, họ là một loại ngạ quỷ. Tại sao? Thưa mình đừng có tưởng là ở dưới tầng đất đen này có địa ngục, hay là ngạ quỷ là cái con người đói khát, bụng như cái trống, cổ như cái kim, gì như kinh văn giải thích đâu. Thưa, cái đó là những cái biểu tượng để cho biết là con người này tham vô cùng, bụng họ rất là lớn, cổ họ rất là nhỏ, cho nên ăn thì không được mà bụng bao giờ cũng đói cả, gọi đó là ngạ quỷ. Cái sự khát thèm về vật chất, về vật dục của họ chưa bao giờ dừng, cho nên cái dạng này là dạng bệnh, dạng này là dạng cộng, dạng dương, dạng này là dạng âm đây. Đó là hai loại tật bệnh của người thân tâm đều bệnh cả. Mình lặp lại, cái loại thân tâm đều bệnh ở mức độ mà chúng ta cảm nhận được, đó là người thân thể họ suy yếu, tật bệnh, uể oải, rũ rượi, rã rời. Còn cái loại thân tâm điều bệnh thứ hai đó là loại dạng thân vật lý của họ nó bình thường như chúng ta, nhưng mà nó tràn đầy khát thèm về về tham dục, và tâm của họ thì chưa bao giờ biết chán. Và thưa các vị, cái này nó không phải trong cái xã hội nghèo đói hay là thiếu văn minh nó mới có những cái bệnh này. Ngay cái xã hội Mỹ này là cái nơi giàu có và văn minh, đời sống lên rất cao, thế nhưng mà cái này nó cũng là loại bệnh rất phổ biến trong cái cộng đồng của người Mỹ da trắng chứ không phải người Việt không. Đó là hai phần nó nằm tiềm phục ở trong thân bệnh, tâm không bệnh. Là cái phần thứ ba chúng ta mới giải thích, đó là phần thân bệnh mà tâm không bệnh. Điều thứ nhất là dành cho người chưa từng tu tập. Điều thứ hai là dành cho người biết tu tập. Có những trường hợp mà có những người nhân gian họ chưa từng nếm hương vị Phật pháp gì cả, thế nhưng mà họ cũng thành đạt được cái điều rất là quan trọng như Đức Thế Tôn dạy, đó là tuy thân họ bệnh nhưng mà tâm của họ rất là an lạc. Tuy họ chưa có biết Phật pháp, đây là hạng người gì? Điều thứ nhất là cả một đời họ, thưa các vị, họ làm rất là nhiều thiện sự, thiện nghiệp họ đầy thôi. Họ sống một đời rất là mãn nguyện. Ví dụ như họ đã là người giàu, đó là người có quyền thế, có chức tước, làm ra của ra tiền, thì trong cái điều kiện giàu có, chức quyền và có năng lực ấy, họ đã làm hết những điều cần phải làm. Ví dụ như họ thương những người cơ nhỡ khó khăn, họ là những người hiếu thuận, họ là những người có đầy đủ trách nhiệm đối với con cái họ. Họ không có cái điều gì ân hận nữa cả. Bệnh mà có nặng, có làm cho họ chết thì họ cũng cảm thấy rất là hả hê. Tất cả những điều cần làm đã làm xong rồi, cho nên người này thân họ có quằn quại trên giường bệnh gần đến cái chết, thế nhưng mà họ không hề lo lắng và sợ sợ điều gì cả. Họ rất là an lòng. Và giống như chúng ta vậy, chúng ta đi cả một đoạn đường dài và mình thưởng lãm mọi cái cảnh sắc đẹp đẽ của thiên nhiên đất trời, mắt của mình nó no đầy rồi, không còn có một sự khát thèm gì hết. Cho nên mình đến cái lúc dừng chân nghỉ ngơi thì mình rất là hoan hỷ, ngồi lại nằm dài nghỉ ngơi và có ngủ một giấc cũng không hề luyến tiếc. Còn nếu đời sống anh đi ngang qua cuộc trần này 50 năm, 70 năm, anh vội vàng tất tưởi, anh chưa hề nếm được một chút hương vị gì của cuộc đời, mà đến lúc phải nằm lại đó, phải ngồi quặt bóng đêm xuống thì anh hối hả vô cùng, bất an vô cùng, lo lắng vô cùng, vì dường như mình chưa làm được điều gì cho chính mình cả. Mình chưa hề ăn được món ngon, chưa hề làm cái điều gì giúp ai, lòng mình chưa có một chút niềm vui gì. Và thưa các vị, trong tất cả niềm vui thì niềm vui thiện sự nó rất là quan trọng. Các vị giúp được một người cơ nhỡ, giúp cho người ta vượt ngang qua bao nỗi khó khăn,
trong cái điều kiện các vị có. Thì thưa đại chúng là đó là những cái niềm vui nó lớn và nó ở rất lâu trong tâm thức các vị. Còn những niềm vui như món ngon, vật lạ, những cuộc chơi, những cuộc rượu hay là tiệc tùng vân vân, nó qua rất là chóng vánh, rất là phù du. Không có cuộc vui nào, không có tàn vội vàng cả. Chỉ duy nhất có một cái loại niềm vui thiên nghiệp thì nó bền trong tâm thức các vị thôi. Do vậy, thưa đại chúng là dù chưa từng tu tập, thế nhưng mà nếu người kia là người sống đời sống rất là đẹp, tâm họ rất lành, thế thì họ bệnh thì có bệnh, nhưng mà họ tràn đầy cái niềm vui phúc lạc của tự tâm họ. Ông bà ta ngày xưa có những người gần tới cái chết rồi mỉm cười, không có gì buồn phiền cả. Thế nhưng mà ở Mỹ này tôi thấy ai chết mặt của họ cũng tràn đầy hoan hỷ hết. Các vị biết tại sao? Nó đưa vô trong cái chỗ nó đánh son, đánh phấn rồi nó làm cho miệng mình khép lại đàng hoàng, đâu cần ai vuốt mắt vuốt mũi gì đâu. Nó mở nắp hòm ra cho tới thôi mình nhìn thấy giống như ngủ thôi, rất ngon lành. Thưa đại chúng là nói đùa thôi, nhưng mà cái quan trọng là cái phẩm chất thực của đời sống ta. Chứ còn nó làm mọi việc chỉ là làm bên ngoài, khi hồn lìa khỏi xác không có nghĩa lý gì cả. Cái quan trọng của một người thực tập thiện pháp á, là người đó trước khi ra đi họ rất là quan lạc, mặt của họ tràn đầy cái niềm hỷ lạc, không có cái sắc thái buồn sợ gì cả. Họ sống một đời mãn nguyện rồi thì chắc chắn là cái sự ra đi của họ rất là an lành. Có thể là họ không biết niệm câu Phật nào, họ không biết tu tập, họ chưa từng quy y, nhưng mà đời sống họ được làm bằng những cái thiện pháp, thế thì cái điều tất nhiên là họ rời hành tinh này một cách rất là thông dong thôi. Mình đừng nghĩ là chỉ có đạo Phật mới giúp được cho người ta an lạc khi rời hành tinh này, không phải như vậy. Cái điều thứ hai chúng ta nói đến người biết tu tập. Thưa đại chúng là nó có những cái tầng, tầng cạn và tầng sâu của những người biết tu tập. Tầng cạn đó là người đó đã làm được rất là nhiều thiện nghiệp, đó là tu tập thiện nghiệp. Có một lần mình đã chia sẻ ở đây hay ở đâu đó, mình có thưa cùng các vị đó là không có một người nào trước khi chết họ không có một giây phút hồi dương cả. Thậm chí có những người mà họ hôn mê 5 năm, 10 năm, thế nhưng mà tới lúc họ gần ra đi thì cái sự tỉnh thức của họ nó vẫn có lại, dù họ không nghe, không gật đầu, thế nhưng mà người thân họ đến nói những lời yêu thương đầm ấm, chia lìa với họ, nước mắt của cái người bất động 10 năm kia vẫn chảy đầm đìa. Thế thì thưa đại chúng là cái giờ lâm tử của các vị đó, mọi thiện nghiệp nó tràn về. Cả một đời sống các vị gây bao nhiêu nghiệp đau thương với ai đó, lúc đó các vị không có trốn ai được cả. Nó hiện lại như một cuồng phim rất rõ. Chuyện 30 năm nó hiện lại như in. Và người đó trong một đời sống họ đẹp và thiện lành, thì cái điều chắc chắn là tất cả cái điều đó nó trình hiện trước mặt họ, tự nhiên làm cho niềm vui của họ nó tràn đầy, sự hỷ lạc của họ nó có mặt. Thế thì cái thiện nghiệp lớn, điều thứ nhất là ngay hiện đời họ an lạc. Điều thứ hai, chắc chắn một điều là họ rời thân này ra đi rồi họ trở lại trong một cái điều kiện tốt lành của hình hài thứ hai. Họ sinh vào cảnh giới giàu sang quyền quý, họ có một thân hình đẹp đẽ và sinh ra họ đã giàu có rồi. Đó là cái chắc chắn rồi. Đó là người tu tập thiện nghiệp ở mức độ mà chúng ta đến và đi giữa nhân gian này rất là an bình và thanh thản. Ở mức độ sâu, thưa, ngay hiện tại thì thân họ có thể bệnh khổ, nhưng mà tâm của họ nó không có bị tật bệnh dày dò, họ an trú trong pháp tu, cho nên tâm của họ an lạc trong lúc bệnh. Tôi tu nó không có phải là giỏi chi. Thế nhưng mà những năm ở Việt Nam, những lúc mà tôi bị bệnh á, không có thể làm gì được, là những ngày tháng hạnh phúc nhất. Tại vì những lúc bình thường thì mình làm rất là cực nhọc, mình làm vườn cho nên không có vắng mặt bữa nào ngoài vườn cả. Từ cái chuyện trồng cà phê, ghép hồng, cắt hồng, tỉa cành, tỉa lá, hái cà phê, chỉ huy cho đồ tôn đệ tử nó làm mọi việc đều phải đích thân mình đi làm hết. Chưa hề có một buổi nào mà được nghỉ ngơi cả. Thế rồi bệnh thì mình muốn làm cũng làm không được. Do vậy
Cho nên những lúc bệnh là mình được nằm yên ở nhà, mình thoi thóp một mình thở, mình rất là thích chí. Tại vì không đi làm và không ai phá phiền mình, nằm yên đó vậy. Và cấm không ai được tới hỏi thăm tôi à, để cho tôi nằm yên. Và rất là lý thú. Và thậm chí là những lúc ở Lộc Biển bây giờ cũng thế. Thưa các vị là với các vị thì tôi không biết làm sao, bệnh không ai hỏi thăm thì buồn chảy nước mắt, nhưng với tôi thì tôi bệnh tôi không muốn ai hỏi tôi hết, để cho tôi nằm yên bất động, nằm tĩnh tâm, đắp mền ngang cần cổ, nhắm mắt lại ai có vô mình cũng không chào làm chi. An trú trong pháp tu thôi. Và rõ ràng là tật bệnh nó đến và nó đi rất là nhanh, nó chưa hề làm khó khăn gì tôi nhiều cả. Nhiều lắm là nó khang tiếng chừng một tuần rồi nó cũng hết. Thế nhưng mà những ngày bệnh là những ngày rất là quan hỷ, không hề buồn chán gì cả. Đó là tu còn dở đó. Nhưng mà nếu tu giỏi hơn thì sao thưa các vị? Tu giỏi hơn nghĩa là, thưa đại chúng, là thân bệnh nhưng mà ta không phải là thân cho nên ta không có bệnh. Ta là cái nhận biết thân đang bệnh. Đó là trường hợp của người tu giỏi. Có nghĩa là an trú nơi pháp. An trú nơi pháp nghĩa là an trú ở đâu? An trú nơi tâm bất động của ta, để nhận biết cái bệnh đang đến với thân, đang đến, đang đi. Cái năm đó tôi nhập thất một mình thôi, ở trên cái chỗ đèo heo hút gió. Nó đau bụng một buổi tối, nó đau quằn quại. Và chỉ có một mình một thân, hàng xóm thì chưa hề có ai về cả, có mình tôi ở giữa đồng không mong quạnh thôi. Cho nên tự ngồi dậy đốt lửa lên. Và các vị hình dung là cái lò củi mà nhóm lửa để cho cái bếp nó đỏ lên, không phải là chuyện đùa đâu. Thổi đâu có ra hơi, nó đau bụng mà mồ hôi trên trán từng giọt như ngón tay thì ướt đẫm cả áo hết. Đốt lửa lên rồi cái phương pháp trị bệnh duy nhất của mình là mình bỏ muối vô cái nồi đổ đất á, mình rang lên, đổ muối vô cái khăn, chùm nó lên bụng vậy thì nó dịu. Rồi mình lấy muối đó mình quậy ra nước mình uống nữa, nó dịu được bên trong, nhưng mà nó dịu chứ nó không có hết. Ở nhà mình thì chưa hề có một viên thuốc. Thế là nằm chịu đựng từ đầu hôm cho tới sáng, nó vẫn còn đau râm ran, nó không hết. Từ sáng nhịn ăn cho tới 5 giờ chiều bớt cái bếp bắt đầu chống gậy đi về dưới nhà. Bà già hỏi thầy đi đâu vậy? Nó tôi đi chích thuốc. Bà hỏi chứ thầy bệnh sao? Nó tôi bệnh rồi đêm hôm là bây giờ đi chích trừ căn. Giờ nó hết rồi nhưng mà đi chích thuốc. Bà già nó rất là lo mà nó thấy tội nghiệp vô cùng. Nó nói chú cha kiểu này ông ở trên đó ông chết rồi làm sao. Và vui lắm, mình kể câu chuyện vui. Cái sai đứa em út, chú Tòng nó lên đó nè, lên ngủ với ổng, có gì ổng nhờ. Nó lên nó ngủ nửa đêm, nó đạp rồ, nó quay tròn, nó đạp mình văng ra ngoài. Và có nó cho nên đâu, cái giường tôi ngủ mới lớn vậy thôi, tôi chỉ để một tấm ván ngựa thôi. Có nó mình đâu có ngủ trên được, ngủ trên nó ngủ với ai. Cho nên văng cái mùn trải dưới đất ngủ, nửa đêm nó đạp mình văng ra ngoài mùn, nó quay tròn, nó trở cái đầu nó xuống dưới chân mình, nó nằm ngủ. Cái hôm sau thì nó nè, tôi về với nhà nói với má nó thôi khỏi, đừng lên đây phá tôi. Ông lên ông quậy tôi chứ ông có giúp được gì cho tôi đâu. Và thưa các vị, kể những chuyện vui nhưng mà trở lại cái chuyện biết tu tập của chúng ta. Thưa các vị là nếu các vị bệnh mà các vị an trú được nơi pháp tu á, thì điều thứ nhất thân bệnh của các vị giảm rất là nhanh. Và điều thứ hai nữa là lỡ mà thân các vị không có giảm được, đưa đến cái tình trạng chết ấy, thì thưa các vị ra đi cũng rất là nhẹ nhàng. Cái giai đoạn cận tử ấy, mà mình uất ức, mình bực bội, mình tức tối, mình ân hận đủ thứ chuyện dày xéo tâm thức của các vị, thì cái điều hứa hẹn là cái chuyện ra đi của các vị nó cực vô cùng. Rồi có khi cái cận tử nghiệp nó đến với mình trong cái giai đoạn đó mà làm cho lòng mình ủ ê, buồn chán, thất vọng, khổ đau vân vân, nó dày dò tâm của các vị không có an trú, không có tịch tỉnh được á, thì các vị lạc vô những cảnh giới có khi rất là thấp. Và từ cái điều này mở rộng hơn nữa, thưa đại chúng, là chúng ta là những người có tu tập, cho nên người thân của các vị lâm tử á, các vị nhớ là đừng bao giờ kêu thét gào khóc bất an lo lắng.
tốt nhất là chúng ta nên nhiếp tâm, tĩnh tâm, hãy niệm Phật để cho cái năng lượng lành hoặc là cái thần lực của thập phương tam bảo yểm trợ để cho giác linh của người ra đi nhẹ nhàng, họ có thể sinh về cảnh giới lành. Tốt nhất là như thế. Tại vì người ra đi họ không phải nghe tiếng mình, các vị nói họ không nghe đâu, họ nói ta không nghe, nhưng mà họ đọc được tâm thức của các vị, họ cảm được cái năng lượng, tức là cái sóng tâm thức vui buồn của các vị người thân đã cảm được. Chư thiên họ nghe mình nói, họ không cần nhìn miệng mình hay nghe âm thanh mình, họ chỉ cần nhìn tư tưởng mình thôi, mình nghĩ điều gì họ biết ngay. Chứ mình đừng có tưởng là mình dâng sớ cho Phật, mình phải dịch ra tiếng Mỹ rồi Phật mới đọc được. Nếu mình là người Mỹ thì không cần. Các vị cứ thầm niệm bằng cái tiếng Việt của các vị, ý tưởng các vị thế nào các vị cứ nói thầm trong tâm thức các vị à. Chứ không cần phải dịch ra tiếng Ấn Độ Đức Thế Tôn mới biết. Và trong cảnh giới vô hình cũng thế. Thưa các vị, người ta đọc được cái tần số rung động trong tâm thức của các vị. Và mình chia sẻ điều đó để trở lại vấn đề rất là quan trọng, đó là nếu có tu tập và biết tu tập đó, thì trước người thân ra đi ta nên nhiếp tâm, an trú tâm nơi chánh pháp, an trú tâm nơi cái niệm, nơi chánh niệm tĩnh lặng, để hướng năng lượng lành mình gửi cho người thân của mình. Có thể là các vị không ở cạnh bên giường bệnh của người thân, các vị ở bất cứ phương trời nào, nhưng mà khi các vị hướng tâm về người đó thì người ta tiếp nhận được năng lượng lành của các vị gửi đến. Bà cụ tôi ở bên Việt Nam, tôi không cần phải về thấy mặt bà lúc bà hấp hối đâu, tôi cứ ở đây thôi. Và không có nghĩa như vậy là bất hiếu. Trước khi đi tôi nói là nè, má có chết thì má cứ chết. Bệnh đừng có kêu tôi về mất công, tôi không có về đâu. Tôi chỉ làm mỗi việc là tôi về khi nào Phật sự thôi. Và đã rời đời sống gia đình ra đi rất lâu, cho nên cái tình đối với gia đình rất là nhẹ, thưa các vị. Và nói như nói đùa, nhưng mà nói rất là thật với bà như vậy. Đó là trường hợp thứ hai, thân bệnh và tâm không bệnh, bằng những cái tầng cạn mà sâu như thế. Và cái điều cuối cùng, đó là vượt thoát khổ. Thưa đại chúng, là ngay nơi thân ngũ uẩn của các vị, các vị mà tu tập giỏi thì các vị vượt thoát khổ liền ngay trong lúc các vị còn mang sinh thân này. Sở dĩ ta không vượt thoát khổ được là do vì ta đồng nhất ta vào thân ngũ uẩn ta. Thế nhưng mà chính thực cái thân này không phải là các vị, mà nó là cái sở hữu của các vị thôi. Sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, nó là cái phần ngoại vi, nó là phần sở hữu của ta. Nó không khác gì những loại tài sản như cửa, nhà, mọi thứ. Nó không khác gì cả. Có điều nó mịn hơn. Thứ hai nữa là nó gắn liền với các vị lâu nay, cho nên các vị tưởng lầm nó là chính tự thân mình. Trong khi mình chỉ cần quán chiếu cho sâu sắc, nhận biết một cách rất rõ ràng, thì ngũ uẩn vốn không có cái gì là các vị trong đây cả. Các vị là cái nhận biết thân ngũ uẩn này là của tôi, chứ các vị không phải là thân ngũ uẩn. Thì ngay nơi thân ngũ uẩn đang còn, nhưng mà chúng ta đã thoát khổ, thoát cái khổ của thân ngũ uẩn hành hạ rồi. Bệnh thì thân có thể bệnh, nhưng mà ta không phải là thân, cho nên ta không có bệnh. Ta là cái nhận biết thân đang bệnh. Ví dụ như đói, nói tôi đói là tật, thân đang đói, nhưng mà tôi là người đang thấy thân tôi đang đói, thì nói như thế đúng. Buồn, nó đến với ta. Ai dĩ nhiên cũng có những cái vui, những cái buồn cả. Thế nhưng mà buồn không phải là ta, mà buồn là cái bị ta nhìn thấy, đó là cảm thọ nơi ta. Rồi sự suy nghĩ thầm thì này ai cũng có cả. Các vị đều có những cái vận hành suy nghĩ, tất nhiên nó đang diễn hành trong đây. Thế nhưng các vị không phải là sự suy nghĩ. Sự suy nghĩ là cái bị các vị nhìn thấy. Thế thì ngay trong mình này, năm quẩn này, các vị đã tách mình ra khỏi cái năm quẩn này rồi. Các vị là người nhận biết, là chủ nhân, là chủ nhân ông của cái năm quẩn các vị. Tất nhiên là năm quẩn và tự thể pháp thân nó không rời nhau. Thế nhưng mà ta sống được với cái này thì thân năm quẩn trở thành món phụ tùng của ta thôi. Ta mượn nó xài đỡ, ghé là hành tinh này, mượn hình hài này để sử dụng trong một giai đoạn 50 năm, 70 năm, rồi mình trả nó lại cho hành tinh này. Mình đi qua một hành tinh khác, mình mượn một cái loại hình hài khác, nó có cái cấu trúc khác,
có cái cơ chế tiêu thụ thức ăn khác chứ không phải là hình hài giống như thế này. Thế rồi cuộc đời ta cứ lang thang như thế. Và nếu trong lúc lang thang mình khéo thì mình biết là ta là người mượn đỡ. Thế thì các vị ngay trong lúc mượn, các vị biết là sớm muộn gì cái của này cũng trả, thì mình không có bị khổ sở vì cái mượn. Còn nếu mình không thông minh đó thì thưa các vị, mình khổ sở vô cùng với những cái mình đang mượn. Một cái ví dụ gần là thế này. Trong đời người của những người trên nước Mỹ này, có khi họ xài 3 chiếc xe chứ không phải 1 chiếc. Thế thì họ xài cái này cũ họ làm gì? Nếu họ đủ tiền, thưa các vị, thì họ đổi lấy một chiếc xe mới. Phải vậy không? Và cứ mỗi 10 năm đi ngang qua, người ta làm biết bao nhiêu mẫu mã của xe mới. Và nếu các vị giàu có thì các vị có thèm xài xe Mỹ làm chi? Các vị mua những loại xe của Đức kia, hàng hiệu kia, sang với người ta. Thưa đại chúng, là thân các vị cũng thế. Các vị là ông chủ xe, thân này là chiếc xe thôi. Ta mượn nó một giai đoạn rồi ta trả. Có điều cái trả của ta nó khác với chiếc xe. Ta trả thân này do vì ta bỏ luôn cái hình hài này rồi, ta di chuyển nghiệp thức của ta đến một cái vùng khác. Và trong cái quá trình di chuyển thì mình quên mất là mình đã từng ở chỗ đó, tên người đó, con ông A, con bà B làm nghề gì, mình quên mất. Do cái giai đoạn mình di chuyển từ hình hài của quận này đến hình hài của quận khác, nó có một khoảng cách mình tưởng chừng như là mình mất tiêu, nhưng mà thực tế là cái người chủ vẫn còn, họ thay chiếc xe thôi. Và thưa đại chúng, là vượt thoát khổ là ngay nên ngũ uẩn này. Các vị thấu đạt được giáo pháp thì các vị vượt thoát khổ. Rồi vượt thoát khổ tầng thâm sâu hơn là mất thân. Thưa đại chúng, là nếu các vị luôn an trú trong cái tự thể tịch lặng của Niết Bàn, tức là ngay cái tâm Phật bất động của các vị liễu ngộ ra, thì thân có thể mất. Thế nhưng mà lúc bấy giờ các vị an trú ngay nơi cái tự thể tâm bất động của các vị thì có quyền ngao du. Nếu thấy duyên lành của mình còn với hành tinh này thì mình ghé lại. Rồi nếu thấy duyên lành của mình nó đủ rồi, thế thì mình quẩy gói ra đi đến một cái vùng khác, một quốc độ khác, hay là mình lãnh một cái cảnh giới để làm Phật giáo hóa chúng sinh ở vùng đó thôi. Không có gì ràng buộc ta cả. Đó gọi là vượt thoát luôn cả cái khổ. Và người xưa, thưa đại chúng, là họ tu đến cái trình độ mà vượt thoát cái khổ ngay nơi hiện đời. Thế thì lúc gần mất họ nói một câu thôi là: sinh đã tận, phàm hành đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Thế là chấm dứt luôn. Thế là chứng nhập vô sinh, chứng nhập Niết Bàn. Dễ như không, không có gì khó khăn. Tu dễ òm, khó khăn gì đâu, không chịu tu thôi. Và tôi cũng rất là kinh ngạc tại sao người ta cứ bám chặt vào cái thân ngũ quẩn này. Ta nói tôi đây, tôi khổ sở với cái thân này vô cùng. Khổ sở với một cái thân của tôi đã khốn đốn rồi, khổ sở thêm với thân của ông kia, của bà kia nữa chứ. Tội nghiệp vậy chứ. Không biết chừng nào mới gỡ được nỗi niềm này. Lây quay. Rồi hết cái hình hài của quẩn này, lây quay kiếm cái hình hài của quẩn như vậy để chui vô thọ khổ tiếp. Và đó là những điều trong nội dung của văn bản này Đức Thế Tôn khơi mở để cho chúng ta tu tập. Và cuối cùng chúng ta có một cái kết luận như thế này. Có hai ý thôi. Mình ghi để cho các vị dễ nhớ về cái bài học. Chúng ta có một cái kết luận. Ý thứ nhất đó là cái con đường thoát khổ này nó không có phân biệt tuổi tác, giai cấp, địa vị, xa hàng, học thức hay là ít học gì cả. Nó không phải là dành cho một số người đặc quyền đặc lợi gì mới vượt thoát được nỗi khổ của thân bệnh, vượt thoát khổ ngũ uẩn. Không phải là anh là con gái rồi anh không có khả năng. Không phải anh là trẻ tuổi cho nên anh không có làm được việc này. Không phải anh là người quá già cho nên anh không tu được. Không hề. Cái này nó rất là đồng đẳng cho mọi người. Ai có năng lực, ai có thiết tha, ai có niềm tin thì tu tập vượt thoát khổ của thân bệnh, vượt thoát khổ của thân năm uẩn. Ngay đời sống hiện thời,
dù ta lớn tuổi rồi nhưng nếu ta có một niềm tin, nếu ta yêu mến đời sống của chính ta thì ta có quyền dựng dậy hình hài ta ngay bây giờ và làm cho nó khỏe mạnh. Ngay lúc thân các vị tật bệnh, nếu các vị thương quý đời sống mình, các vị cũng làm cho thân của các vị đi ngang khỏi tật bệnh được. Cho nên cái con đường vượt thoát khổ này là cái con đường chung cho mọi người. Nếu nghe và học hiểu chánh pháp được, đó là ta có khả năng thực tập để vượt thoát khổ. Vượt thoát khổ là con đường chung. Mọi căn cơ, mọi trình độ, mọi con người đều có khả năng vượt thoát khổ. Ý thứ hai của kết luận này là con đường vượt thoát khổ này không phải là con đường hướng ngoại. Đây là con đường hướng nội mà. Các vị quay vào bên trong thân của các vị để vượt khổ, chứ không phải là cái con đường tìm tiên dược gì bên ngoài, chứ không phải là luyện đời mình vào bất cứ ai để vượt thoát khổ cả. Các vị quay tâm của các vị về bên trong tự thân của các vị để vượt khổ thôi. Các vị là người chủ của tự thân mình, là thần linh của chính mình. Hay nói một cái từ nó đủ mạnh hơn, các vị là thượng đế của chính các vị, chứ không có một vị thượng đế nào bên ngoài hết. Dựng dậy được hình hài mình, làm cho mình đi ngang qua được những sầu khổ bất an, thì tự thân ta phải làm thôi, chứ không năng lực thần linh nào giúp chúng ta được cả. Và chúng ta đừng nghĩ Đức Phật là một vị thần. Ngài chỉ làm mỗi việc là mở con đường chánh pháp để cho mình phát sáng được tuệ giác, có niềm tin và mình nương vào năng lực tự nội thôi. Cho nên con đường vượt khổ cạn là vượt khổ thân bệnh, sâu là vượt khổ phiền não, sâu hơn nữa là vượt thoát tử sinh, đều là con đường hướng nội. Đó là cái kết luận của bài học này. Và thưa đại chúng, là gần tới giờ rồi, chúng ta dừng lại ở đây. Rồi xin cảm ơn các vị. Giờ thôi mời đứng dậy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn